Hòa Minh Chi báo tin thật sự, clip Phi Nhung khóc nấc tâm sự chuyện tình cảm với Trần Thành. Hòa Minh Chi đau xót báo tin thật sự trên trang cá nhân, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Hòa Minh Chi thông báo gia đình cô đón nhận tin buồn. Khi người thân đột ngột qua đời vì Covid-19, nữ diễn viên đăng tải bức hình hoa sen màu đen và đau buồn chia sẻ. Không thể tin được, Covid-19 lại mang người thân của tôi đi ra mài. Nhanh quá nhanh đến nỗi không thể tin được điều đó đã xảy ra. Tết rồi bà còn khỏe mạnh, hai má đỏ hồng cười tươi khi thấy con cháu ra chơi cơ mà. Bà hãy yên nghỉ nhé bà ơi, đau lòng quá. Những chia sẻ của Hòa Minh Chi ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ. Tuy nhiên cô nàng đã để dòng trạng thái ở chế độ bạn bè, nên nhiều người không thể gửi lời chia buồn đến gia đình như ca sĩ. Một số bình luận của khán giả khi nghe tin Hòa Minh Chi báo tin tang sự, thương chỉ quá từ chuyện tình duyên đến hiện tại. Thương bà ghê, một năm đầy sóng gió, mong bo sau này hiểu yêu thương mẹ nhiều hơn. Năm nay 95 gặp hạn mà, hết chuyện này đến chuyện kia đổ vào, lại là Covid. Chia buồn cùng gia đình chị Hòa. Mới đây Hòa Minh Chi gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống và điển hình nhất là chia tay với bạn trai Minh Hải. Ngay từ trước dịp Valentine, công chúng đã nghi ngờ cặp đôi này toang khi nữ ca sĩ và thiếu gia phân bón Long An. Minh Hải chẳng còn tương tác, không du lịch cũng chẳng tặng quà xa xỉ như mọi năm. Không những vậy họ còn công khai bận mò, độc thân trên trang cá nhân. Và chỉ sau vài ngày dư luận râm ran tin đồn, giọng ca rời bỏ đã lên tiếng xác nhận chia tay bạn trai sau 5 năm bên nhau, khiến khán giả tiếc nuối vô cùng. Theo dõi Hòa Minh Chi từ lâu, chắc hẳn người hâm mộ biết cô đã phải một mình trải qua khó khăn. Khi bị dư luận soi mói từng mối quan hệ, đồn đoán chuyện không chồng mà chửa, rồi vượt qua khó khăn đến khi trở thành mẹ bỉm sữa.